các ngân hàng trung ương lớn sẽ quyết định lãi suất như thế nào trong tuần tới? Các ngân hàng trung ương Mỹ, Nhật Bản và Anh tuần tới sẽ buộc phải vạch ra ranh giới giữa lạm phát quá nóng và rủi ro gia tăng đối với triển vọng kinh tế do cuộc xung đột Nga và Ukraine. Các thị trường mới nổi, từ nhà nhập khẩu dầu mỏ lớn là Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga, quốc gia đang bị trừng phạt nặng nề, cũng có thể phải tăng cường các biện pháp để bảo vệ nền kinh tế của họ khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Sau đây là những sự kiện sẽ được giới phân tích và đầu tư toàn cầu theo dõi trong tuần tới. Thứ nhất, Fed được dự báo sẽ tăng lãi suất. Các thị trường từ lâu đã chờ đợi quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và điều đó gần như chắc chắn sắp đến. Với lạm phát ở mức gần 8%, Ngân hàng Trung ương Mỹ có vẻ sẽ kết thúc cuộc họp vào thứ Tư ngày 16 tháng 3 với quyết định tăng lãi suất thêm 1/4 điểm, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2018. Khả năng tăng nhiều hơn nữa không còn được thị trường kỳ vọng do cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã khiến giá hàng hóa tăng vọt và sự bất ổn ngày càng gia tăng đang ảnh hưởng đến các thị trường. Cho đến nay, sự biến động của thị trường hầu như không làm thay đổi quan điểm rằng Fed sẽ nghiến răng tăng lãi suất ở mức độ vừa phải để kiềm chế lạm phát, ngay cả khi điều đó có nguy cơ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ sẽ họp vào ngày 17 và ngày 18 tháng 3, tự nhận thấy rằng mình có rất ít cơ hội để hành động như đa số các ngân hàng trung ương khác. Chiến tranh đang làm trầm trọng thêm lạm phát, nhưng cũng gây tổn hại cho một nền kinh tế vẫn còn bị trói buộc bởi các biện pháp hạn chế phòng chống COVID-19. BOJ ôn hòa không thể thắt chặt chính sách ngay bây giờ, nhưng cũng không còn phạm vi để nới lỏng thêm nữa, bởi đã kích thích tối đa. Thứ hai là Anh tăng lãi suất lần thứ ba. Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ tăng lãi suất lên 0,75% vào thứ Năm ngày 17 tháng 3, lần tăng thứ ba kể từ tháng 12. Nhưng trong khi lạm phát đang ở mức cao hơn gấp đôi mục tiêu, các nhà đầu tư không còn mong đợi mức tăng 0,5% nữa, mặc dù họ sẽ theo dõi đánh giá của các ngân hàng về việc cuộc chiến ở Ukraine đang ảnh hưởng đến triển vọng chính sách như thế nào. Giá hàng hóa tăng vọt đồng nghĩa với lạm phát tăng theo mà BOE sẽ cần phải đối phó bằng chính sách thắt chặt hơn nữa. Tuy nhiên, tác động kinh tế từ cuộc khủng hoảng cũng cần được xem xét. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng các hộ gia đình Anh phải đối mặt với sự sụt giảm mức sống tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Dữ liệu về thu nhập và thị trường lao động rất quan trọng đối với quyết sách của Ngân hàng Trung ương sẽ được công bố vào thứ Tư ngày 16 tháng 3. Thứ ba là thị trường dầu có trở lại như những năm 1970. Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 14 năm trở lại đây, gần $140, củng cố lập luận rằng những năm 2020 có thể trở lại giống như những năm 1970. Lưu ý rằng có nhiều điểm tương đồng giữa hai mốc lịch sử này. Một sự kiện địa chính trị gây ra cú sốc giá dầu, lạm phát tăng vọt mà các ngân hàng trung ương phản ứng chậm chạp và rủi ro suy thoái kinh tế. Các ngân hàng đang nâng mức dự báo lạm phát và cắt giảm ước tính GDP. ABN AMRO cho rằng cú sốc về năng lượng và hàng hóa có thể kéo dài một năm. Nhưng cũng có sự khác biệt, các tổ chức lao động không có đủ khả năng để thúc đẩy mức lương cao hơn, trong khi các ngân hàng trung ương lớn lại là mục tiêu về lạm phát. Cho đến nay, hầu hết các ngân hàng đều bám vào kế hoạch tăng lãi suất. Những nhiệm vụ của họ đang trở nên khó khăn hơn khi giá nhiên liệu và thực phẩm tăng cao. Và nếu nói về tỷ lệ phân chia nhiên liệu, so sánh với những năm 1970, sẽ thấy tình thế hiện tại thậm chí còn khó khăn hơn. Thứ tư là chính sách ưu tiên của Trung Quốc. Sự ổn định kinh tế, ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc đang gặp rủi ro khi Bắc Kinh cố gắng duy trì quan hệ với Nga và hạn chế những hậu quả từ cuộc xung đột Nga và Ukraine. Thương mại Trung-Nga đã tăng mạnh trong năm nay, nhưng lợi nhuận sẽ bị xóa sổ nếu các liên kết kinh tế với phương Tây trở nên khó khăn. Mỹ đã cảnh báo có thể trừng phạt các công ty Trung Quốc thúc đẩy thương mại với Nga, và triển vọng kinh tế toàn cầu đang u ám, đang làm tăng thêm những căng thẳng kéo dài hàng tháng cho các nhà máy ở Trung Quốc, vốn đang ngập trong khó khăn vì chuỗi cung ứng toàn cầu trên thế giới. Dữ liệu về Trung Quốc trong những ngày tới sẽ được theo dõi chặt chẽ, bao gồm các con số về tổng tài chính có tính xã hội, một thước đo tín dụng rộng rãi trong nền kinh tế. Tháng trước đã đạt kỷ lục và tăng trưởng cho vay ngân hàng. Trung Quốc đang tăng cường kích thích kinh tế khi các nhà lãnh đạo nước này nhấn mạnh sự cần thiết của sự ổn định. Xu hướng này sẽ còn tiếp diễn. Thứ năm là các thị trường mới nổi. Đối với một số nền kinh tế đang phát triển, giá hàng hóa và năng lượng tăng cao là một lợi ích, nhưng đối với những người khác, chúng là cơn gió ngược.
Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với lạm phát trên 50%, trong khi nhập khẩu năng lượng ngày càng tốn kém và doanh thu từ khách du lịch Nga giảm mạnh, sẽ họp vào thứ Năm ngày 17 tháng 3. Các nhà hoạch định chính sách Brazil, những người đã nâng lãi suất chuẩn lên gần 10 điểm phần trăm trong 12 tháng qua, cũng sẽ họp vào thứ Năm. Indonesia cũng quyết định lãi suất trong cùng ngày đó. Ngân hàng Trung ương Nga đang ở trong tình thế khó khăn nhất, sẽ họp vào thứ Sáu ngày 18 tháng 3. Ngân hàng này đã tăng hơn gấp đôi tỷ lệ lãi suất lên 20% sau khi triển khai quân sự ở Ukraine. Song lạm phát so theo năm vẫn vượt 10% trong tuần tính đến ngày 4 tháng 3, khi mà suy thoái kinh tế ngày càng sâu sắc, khiến ngân hàng này vô cùng khó khăn trong việc lựa chọn quyết định chính sách vào lúc này. Nền kinh tế Mỹ có 35% khả năng suy thoái. Ngân hàng Goldman Sachs Mỹ đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong năm 2022, cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng thấp hoặc không tăng trưởng trong quý 1 năm 2022. Sự phụ thuộc của châu Âu và năng lượng của Nga đã làm tăng nguy cơ suy thoái của nền kinh tế khu vực trong năm nay, khi lạm phát tăng mạnh khiến người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu. Kinh tế Mỹ ít chịu tác động hơn từ sự gia tăng mạnh của giá dầu và khí đốt, nhưng cũng không miễn nhiễm. Ngân hàng Goldman Sachs Mỹ đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong năm 2022. Ngân hàng này cho rằng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng thấp hoặc không tăng trưởng trong quý 1 năm 2022. Các nhà kinh tế của Goldman, dẫn đầu là nhà kinh tế John Hatzius, nhận định khả năng kinh tế Mỹ suy thoái là 35%. Giá hàng hóa tăng có thể cản trở chi tiêu tiêu dùng khi các gia đình, đặc biệt là những gia đình có thu nhập thấp, buộc phải chi phần lớn thu nhập của họ cho thực phẩm và khí đốt. Số liệu của Morning Consult và IB Short cho thấy lòng tin của người tiêu dùng đã giảm mạnh kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine. Giá thực phẩm và khí đốt tăng không phải là mối lo ngại duy nhất. Các điều kiện tài chính cũng bị thắt chặt, có thể khiến các doanh nghiệp khó tiếp cận tiền mặt hơn. Những lo ngại ở châu Âu cũng sẽ ảnh hưởng đến các công ty Mỹ thông qua các chuỗi cung ứng và các hoạt động toàn cầu. Các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm vào Nga sau khi nước này triển khai chiến dịch đặc biệt liên quan tới Ukraine đang khiến nền kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn. Viện Tài chính Quốc tế nhận định nền kinh tế nước này sẽ giảm 15% trong năm nay, một cuộc suy thoái nghiêm trọng ở mức độ gấp đôi như những gì đã diễn ra sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, do Nga là nước xuất khẩu lớn về dầu mỏ và khí đốt, cũng như các nông sản và vật liệu công nghiệp thiết yếu, những tác động từ một cuộc suy thoái và sự cô lập về kinh tế của nước này sẽ được thấy trên toàn cầu. Châu Âu, khu vực phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga, sẽ chịu tác động mạnh nhất, nhưng giá năng lượng và lương thực tăng cũng gây ra những ảnh hưởng tại Mỹ. Dù vậy, Wells Fargo ngày 10 tháng 3 dự báo suy thoái kinh tế sẽ diễn ra ở châu Âu, nhưng không phải ở Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh rằng thị trường việc làm nước này vẫn rất mạnh và tình hình tài chính của các hộ gia đình vẫn tốt. Bà nói lạm phát là vấn đề cần phải giải quyết, nhưng không cho rằng kinh tế Mỹ sẽ suy thoái.